mấy đồ quá dạng chỉnh luôn nha cả nhà, kế bên luôn. Hồi bắt đi bài bắt đi kế bên luôn nha cả nhà, nha cả nhà. Ăn rồi rồi không chơi vô cho nó lên trên luôn mà kéo đại lên luôn, kéo đại lên. Kệ nó đi, chạy đâu hốt trên đây. Ồ gồ ngắn này bự. Vậy là mắc gồ em này chắc có lẽ theo tôi rồi. Em này bự quá cả nhà ơi. Bắt cho cháu tôi rồi, ăn rồi. Ăn con mồi nữa mà bự quá. Đó ừ, ba nắm đó ba vút nhẹ lên được rồi. Chưa. Về tới mình cũng lao bánh. Ôi dính lên dính cái giò, dính cái giò. Cả nhà ơi, dính cái giò, bự quá cả nhà ơi. Ôi giò ơi, kìa. Được. Thấy không? Ô. Hết biết trả lời nghe ọc 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 cái thôi à. Quá đã. Rồi mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Rồi bữa nay mình với ba mình tiếp tục ra ngoài đồng bắt ếch nữa cả nhà ơi. Bữa nay bắt ếch kêu nữa. Thì hiện tại mình với ba mình đang đứng ở đồng mũi vụ sóc lá nha cả nhà. Còn được gọi biệt danh là sóc bắt chết. Cái này thì gần Mai Hắc nha cả nhà. Thì thuộc huyện Long Phú, thành phố Sóc Trăng nha cả nhà. Bây giờ hai cha con mình mời cả nhà cùng trải nghiệm với hai cha con mình đi bắt ếch kêu trên đồng khô nha. Đi bay. Bắt đầu tiên chưa kêu nha cả nhà. Giờ mình với ba mình sẽ đi dài dài vô đó, vòng qua hết trơn cái đồng luôn. Vòng dài dài qua đây luôn nè cả nhà. Đó, mình đi hết trơn cái khu vực này luôn nè. Giờ hiện tại là mình đang đi là 11 giờ rưỡi nha cả nhà, 11 giờ rưỡi trưa. Bây giờ con ếch á thường trời nắng gắt chừng nào nó kêu dữ chừng ấy nha cả nhà. Còn trời hơi dịu lại nó giảm kêu. Nhưng mà nắng này mình đi đuối dữ lắm. Ra ngoài đồng khơi này nắng hóc dữ lắm cả nhà. Giờ mình dựng chút chừng nào mà ba mình kêu nó có kêu trả lời thì mình quay tiếp cho cả nhà xem. Gặp hàng cả nhà ơi. Này không có kêu. Có không? Có. Ở đây. Hả? Nè. Đâu? Nè. Nè cả nhà, đất nó chen lên. Có không bằng chắc cú chưa? Có, chắc cú. Ếch này chưa ra đâu. Không có mương đá mà. Nè. Có cả nhà con. Ếch này con. Không kêu chắc ít cái quá mà. Không biết. Nè, thấy không? Cái nhà. Bé ơi. Bé ơi. Bé ơi. Khoan để con quay cái hàng chứ mà. Nè. Cái nhà. Thấy dồn thấy cục đất này nè. Nó đùa lên chết ha. Nè. Ừ. Cái nhà cái hàng. Thấy không? Ba mình móc. Dính hả? Dính. Khoan từ từ ba. Ừ. Quay cái lúc kéo lên đi cho nó nhạc đi. Con cua nữa. Cua thả lại đi cho nó làm hang. Rồi con cua gớt nè. Nè dính cái mặt. Thấy không? Ít đực mà sao nó không kêu? Vàng nè. Ít đực cả nhà ấy. Sao không kêu? Không chịu kêu Khoan. Chùi cho sạch quá ha. Kêu nãy giờ mấy hơi nha cả nhà mà nó không trả lời. Nè cả nhà. Được. Review cái mang kêu ba. Em đầu tiên kêu mà nó không chịu kêu nha cả nhà. Thì cũng có mấy bạn hỏi là con ếch đực với con ếch cái biết kêu không? Không. Rồi sẵn có ba mình ở đây nè, ba trả lời coi con ếch cái biết kêu không mà. Con ếch cái nó không có kêu, chỉ nghe tiếng ếch đực đó ban đêm nó kêu là nó nhào qua nhào lại đó để nó
cho con ếch được ôm mắt cặp thôi chứ nó không có biết kêu. Đó, vậy ba mình trả lời cho mấy bạn nghe là con ếch cái không biết kêu nha cả nhà. Kêu tôi bắt từ hồi nào giờ tôi biết đó là nó không có biết kêu. Ba mình biết bắt ếch là hồi lúc mình còn nhỏ xíu nha cả nhà. Hồi 6-7 tuổi mình biết là ba mình bắt rồi đó. Là ba mình năm tôi 16 tuổi tới giờ. Nè, được con đầu tiên cả nhà. Rồi. Biết chưa ba? Biết chưa? Nghe, ba nghe không? Nghe gì im rồi. Cái máy chắc nghe không rõ luôn mà, tại vì nó kêu không lớn không. Trên đất trên đồng giờ hang ít lắm nha cả nhà. Nhầm con kiếm lâu lắm, mình phải tắt máy rồi mình kiếm tiếp ba mình. Kiếm gặp mà mình mới quay. Để ba mình kiếm coi gặp không gặp thì mình tắt máy mình kiếm tiếp cả nhà. Gặp rồi nè cả nhà ấy. Đâu rồi? Đó, nó chung lên. Nè cả nhà, nó lên tới trên luôn. Sình non. Ôi, nó nghe nè. Chỉ cho cái nhà gồ trong cái gì nữa không? Chết nữa nè. Gặp cái hang á thì bị cong. Ở miền gạch nó lên được không? Để đây con quay cho cả nhà xem. Nè cả nhà, để mình phóng to ra cho cả nhà xem nha. Như cái chỗ này là cái giống mấy cái giống giọt nó lên nè cả nhà. Lên xuống. Nhìn nó cũng như con cua vậy đó. Nhưng mà cái dấu con cua thì nó bén, còn cái móng giò con ếch thì nó tròn nha cả nhà. Nè nó vào tròn. Đó. Gì đó cả nhà. Móng con cua thì nó móc vô như có dấu bén, còn ếch thì nữa trong hả? Ếch biết luôn nào tiếp cái nhà này. Nó đào bành tành nữa cả nhà ơi. Đào xong rồi phải lắp lại, không lắp là chủ vườn quýnh tét đầu nha cả nhà. Mấy bạn đi bắt ếch ngoài ruộng này nhớ đào xong lắp lại nha các bạn ơi. Không lắp lại là bị chú cuộn la chết đó nha. Không ngờ mình quay mấy video rồi mà mình quên nhắc. Mấy bạn bắt ếch nhớ lắp lại giùm. Cho mấy chú cuộn, người ta đi cuộn người ta thấy người ta mình đào nhưng mà có lắp người ta cũng vui. Lỗ chung cũng giữ được luôn cả nhà. Để con cua đó đi chút thả lại ba. Ở đó đi chị ơi, chút em thả chị lại. Cho chị đẻ nha, cho mấy nhỏ nó đụng hang được. Cua giờ quan trọng lắm nha cả nhà, không có nó không làm hang rồi cái con ếch nó ít ở trên ruộng đúng về trò chính đó. Được sao gấp đuôi rồi cho cái dục nữa cả nhà, có ăn vậy đâu nó là đâu đó đó nhảy lên đó mà đó nhảy lên coi có gấp dữ không gấp không. Dữ rồi xong cả nhà ơi, em này là em thứ hai nha cả nhà, tại nó gắt rồi mình không review giới cho cả nhà xem được ngoài cái lưng này. Cái này cũng bình thường nè. Rồi thôi được rồi, rồi mình tiếp tục hành trình nha cả nhà. Nhảy được hai chú rồi. Rạch hỏi bắt đi bài bắt đi.
cái bên luôn nha cả nhà. Ủa bà nghe đâu? Con hình xe nghe xéo ở đây. Không, con nghe trong bờ mà ba. Ba. Con nghe trong bờ á. Có cục đất đỏ là dính nha cả nhà. Nó thường nó ở hang có cục đất đỏ. Vậy là gặp hang đó nha các bạn. Có gì hồi cha ba ấy con review cái hang cho cả nhà xem nha. Sở bự ra chút ba. Ba lấy cái cục lưng đó lên luôn đi ba. Ừ, lấy cục đó lên là review là ok luôn. Cục lưng đó là ở trang xanh. Quá nè cả nhà. Quá đã. Đây mình review cái sành đó cả nhà xem. Review ha, review đi. Nè, sành nè cả nhà. Đây, nó lên xuống rồi. Rồi móc đi ba. Con này dạng hết, biết dạng. Con này mà cái thời mà không có xài lo thì mình nuôi nó làm ếch mồi là vô địch thiên hạ nha cả nhà. Kiểu quá dạng luôn. Đó nó nhảy lên đó. Nó nhảy sổng sổng á, phải không ba? Có cầm không? Mấy con cua trên đồng này cũng khôn cả nhà. Làm hăng công vòng. Đầu cũng chết. Dính nè. Kỹ kỹ nha. Chừng gấp như con hồi nãy quay sơ sài. Ngồi im, im. Lên luôn. Lên này cả nhà. Lấy tài ba đi. Nè cả nhà. Rồi lên đi ba. Lên đi. Xin chào. Chung cái tài chút xíu. Thu không sao chung cái mỏ nữa nè. Rồi đực nó như cả nhà ghê con. Rồi được ba chút rồi đó cả nhà. Con này trả lời con tiếp một như cả nhà. Làm ẹt ẹt cái này thôi, mình chưa có mở máy kịp nữa. Dính hả? Vậy là dính hơn vậy cả nhà. Phải không ba? Đây đây nè. Rồi chi bắt đi. Xuống lăn bông. Cái này có hang là lắng lứt nha cả nhà. Dạng cũng như mưa nhấp nhem mà nó cái sung nó lên xuống. Tốn thời gian lắm cả nhà. Mắc dừng lại rồi đào rồi đá rồi sửa cho ngay mới móc được. Rồi dính rồi hả? Dính nha cả nhà. Mặn rồi. Không cho vô. Cho nó lên trên luôn mà kéo đại lên luôn. Kệ nó đi, chạy đâu hốt trên đây. Nữa cái nhà ơi. Kêu nó nha cái nhà. Kêu bên xa rồi anh.
dài khó đi luôn nha. Con này trả lời lớn dữ lắm. Kỹ kỹ ba ơi, con này ở ngoài khơi thì khó lắm. Rạch. Con này kiếm căng à. Có ăn á. Đất này mới cà, ba nghe ở đâu? Đây nha. Ô, có hàng kìa. Này dưới đường mương. À, quá. Mày nói bên bờ quên. Con nghe qua dơi dơi đó. Đây nè, cái hang này nó ở thằng cây nè. Đâu sợ ở ngoài đất cài cái nhà thì phải kêu cho thiệt là kỹ, nghe cho thiệt là kỹ mới bắt được. Thôi khó lắm, còn nếu nó ở đường mương thì dễ. Kiểu muốn té ho mày. Phải hàng đó chưa? Chưa thấy gì hết. Cái chừng nó không lên dội, cái chừng không phải. Không mà hang này, hang khả nghi. Ờ, kêu ngay đây nè. Hang này chắc nó bích ở khúc dưới rồi. Khả nghi. Chứ chưa nha cả nhà. Kìa qua mét kia kìa ba ơi, nó bằng mét kia. Ừ. Bằng qua mét kia kìa, chứ không phải cái này. Đây nè. Phải không? Sao thấy cái miệng dày quá, chắc không ảo quá. Hả? Miệng dày quá. Chà, kiếm viên nữa à. Chết nữa rồi đó cả nhà. Hả? Ôi trời ơi, cái miệng qua đây. Đây nè. Gặp rồi đó phải không? Trời ơi, đây nè. Em bé ở bên này mà mình kiếm một đường, kiếm ngã. Đây nè, gặp rồi nè. Kìa kìa, đưa được cục đất đó bà, sình nó lên kìa. Nè. Nè cả nhà. Cái hang bên này nè mà không biết mà mình đi kiếm bên này chết luôn. Hẹn chi. Nè cả nhà, sình này sình nó lên này nha cả nhà. Chật cái hang em bé. Nè. Em bé lên nè. Thấy dễ thương lắm các bạn ơi. Nè cả nhà ơi. Nè. Dính rồi. Dính rồi. Dính rồi em bé. Còn gối go làm sao? Không có đâu. Rủi ro hang à. Hang sao? Đúng nè, không hang ngoài ruộng ít có rủi ro. Em bé theo tôi rồi. Bé theo tôi. Em bé vô bị nha cả nhà. À, cục đất nó lên, nó đụng cái lưng nữa cả nhà. Chà. Ô. Em bé ơi, lên coi. Nghe không? Ba. Nghe. Yeah. Đúng chưa? Chưa. Có dính. Dính nè. Nặng móc rồi, dính nè cả nhà. Chứ yeah, em bé đừng nằm dưới con cua ta. Dưới con cua rồi. Cập cập rồi đó. Nương nương nghe ba đi gấp quay cho cả nhà không được, xem không được. Vậy chứ bây giờ nó cứng nhắc rồi làm sao? Lên nè, em bé lên nè. Lên em bé ơi, lên em bé ơi, lên. Lên em bé, lên. Dính cái giò. Ô, quá đã em bé ơi. Ô. Rồi cả nhà. Nè, thấy không? Em bé ơi. Em bé đẹp trai quá em bé. Được chưa? Đâu làm bằng kia cho cả nhà xem mà. Ừ. Còn nguyên em bé này dính cái ba đùi. Quá đã. Dạng ghê ha. Nói vô. À, mình ba chạy hút nó mà nó dám kêu. Ừ. Ở ít đồng thì nó vậy. Năm chú nha cả nhà. Nó cũng vẫn kiểu bình thường.
Em bé này tôi thương em bé này. Em bé này tôi thấy tôi thương nghiệp. Yêu em bé này theo tôi luôn. Bác không có bắt người ta mà nói tội nghiệp. Có cái lớn kêu người ta đi bố về em bé không về đến gì. Em bé còn kêu cho tôi trả lời các và tiếp tục cả nhà ơi. Đây nè. Đâu? Đây nè. Xả lấy cục đất lưng lên bà. Này là kiếm gặp hang nha cả nhà. Đi ngang dòm thấy bãi đất đỏ cả nhà ơi. Tôi nhớ trực lại bãi đất đỏ có một con. Tôi dòm tôi thấy đây. Báo hiệu là em bé đã lên. Quá trời đã. Này nè nghe. Bích cái miệng luôn à. Đây nè. Em bé lên nè. Con này không biết cái được, mình chưa bắt lên được nha cả nhà. Mà nó ở rồi. Móc đi ba, ngay móc đi. Đâu cũng bây giờ đất nó bít cái miệng. Gì hả? Ừ, nó ủi đất bít cái miệng. Trời ơi, em bé này buồn nằm kế một bên sao mà. Trời, hắn ngủ thiệt chứ. Hắn đi ngang hả? Ừ. Trời ơi, con gắn nước ông u. Gì gắn nước hoài vậy? Ừ. Không phải vậy là không phải ngớt hả? Không gù. Gắn bự không? Biết bự nhỏ thấy nè. Đây nè, nằm một đống kìa. Trời ơi, đồi đất coi. Không phải gùi. Vậy nè cái nhà, gắn nằm. Khoan khoan, dít đi. Nè. Gắn này bự bà. Bự không? Khoan khoan, để con lấy cái dũng con đè con. Đưa đây. Bự cái nhà. Coi sao. Con này nó không chạy đâu. Bởi chừng hai con luôn, cái gì mà bự dữ vậy? Một con. Bởi chừng cả cải. Quý cho cả cải. Lấy cái đồ đè nó. Lấy cái móc đè nó. Ôi ôi, ngắn này bự. Vậy là mắc rồi, em này chắc có lẽ theo tôi rồi. Em này bự quá cả nhà ơi. Bắt cho cháu tôi rồi. Ăn con mồi nữa mà bự quá. Đó, ba nắm đó mà vút nhẹ lên được rồi. Chưa đâu, em này sao mà quấn tôi ghê quá vậy em. Em này không phải như em hết vậy. Ôi, làm gì nhột nhột với em trai. Em này em gái. Vậy là nó con ếch đã, con gắn. Vậy là coi chừng ông nội vô đẩy con ếch rồi đó. Ăn con gì rồi, có bụng chờ bá rồi. Trời sao kéo thưa vậy. Trời ơi, nó dài ông ơi. Quá trời, gắn dài cả nhà ơi. Ôi, dính rồi. Dính cái đầu rồi. Trời ơi, ông đẩy con ếch rồi, ếch kệ ở kế con cua nè. Ăn con ếch rồi. Đi. Khoan để coi có phải còn ếch không. Vậy. Rồi ăn con ếch rồi. Nó mà lớn nó dư nuốt con ếch rồi. Rồi nó nuốt con ếch nó ỉa ra trắng tươi nằm một đống rồi. Ôi bạn ơi, sao mà bạn đi ra đây rồi bạn chung kẹt lâu nẻ tôi trả bạn lại cái nhà của bạn. Bắt con cua lên thả lại đi ba, cho nó làm sao vậy cái bạn rồi chạy xuống đây rồi bạn làm sao bạn sống. Tôi cho bạn xuống đây là để bạn ở cái nhà của bạn đó. Tôi đem ông này đi, ông này ăn con ếch của người ta trong bụng rồi nè. Đâu, cái đầu con ếch đó hả? Nè, cái đầu con ếch nè. Ăn ếch rồi. Vậy là nó vô nó ăn con ếch luôn nha cả nhà. Ừ. Ăn ếch rồi, ông ị đây thúi dậy hết trơn các bạn. Rồi, cả nhà. Bỏ nó vô nè. Bao đi ba. Có đầu con ếch nè. Ừ. Còn nguyên cái đầu con ếch nè. Mình nói thì cả nhà nghe biết thôi chứ đâu có thấy đâu à. Con ếch nó vô nó ở rồi con vô gặp cái gọ ba lớn gì ở trong rồi hãm thành ta luôn hả. Giết ta luôn hả. Vậy là bạn này chơi xấu quá, vô nhà người ta mượn chỗ ở mà còn ăn người ta. Thôi vậy đi theo tôi nha các bạn. Nãy bắt con nhỏ cả nhà. Bỏ con này bự quá, thôi mình cho theo tôi luôn. Ba mình phát hiện thêm em nữa nha cả nhà. Hàng có dấu à. Để ba lấy cái lớp sình nó lên coi thử. Cũng chiều tới nơi cả nhà ấy. Phải không ba? Phải rồi. Có dấu không? Có dấu mà dòm không thấy rõ luôn. Rồi. Cái dấu rồi. Đây nè. Ừ. Đâu đâu được con. Nè. Phải rồi. Nè cả nhà nó chen. Ừ. Đừng có như hồi nãy nữa nha, con gắn ăn mất tiêu con ếch trong hang nha. Nãy gắn nó vô cái hang đó là có con ếch nha cả nhà. Nó ăn mất tiêu con ếch. Ăn còn trong bụng nè. Còn trong bụng gắn luôn. Ếch nằm kế bên nè. Gặp này nha cả nhà, ba mình đào, móc không được, đào nữa.
Nè cả nhà ơi, em bé nằm này cả nhà. Đó nè. Đó. Cái đó đực ế vố cả nhà ơi. Kêu gì mà không kêu. Không kêu, khôn quá. Nè cả nhà. Đó. Thấy không? Ba tao quay mang kêu cho cả nhà xem. Nè. Mà nó có kêu đâu. Nó không kêu, nó không kêu cả nhà. Nó khôn. Nó khôn, nó không kêu. Tình cờ đi ngang gặp cái hang phát hiện được cả nhà. Thấy dấu láng khả nghi. Sở cái miệng lên. Trời ơi em bé ở dưới này. Mà em bé ở kế bên bắt tu đào. Vô mệt già này chơi vậy mà. Đó. Mấy rồi, ba? Sáu hay bảy rồi? Sáu. Đó em bé ơi. Ở trong xanh nè. Cái kêu ngang gì mà không biết sợ đâu. Trời ơi chèn kìa kìa. Phán nè. Hồi này cái nhà nó chèn lú lên nè. Nó chèn nè. Trời mưa nè, cái nhà nó lên đây, em bé lên nè. Như cái bình dôi. Bây giờ tôi kêu em bé, kêu quạt quạt cái em bé nín. Cái lưng. Ôi ôi quá rồi. Móc rồi cả nhà ơi. Cho thưởng thức mau chút đi, ngã về chiều rồi. Đi. Em tới giờ về nha cả nhà. Mong là cả nhà mình xem video này ủng hộ tôi. Quá cả nhà ơi. Đầu viết chắc chết già quá nhà. Cả nhà. Rồi. Đúng. Ồ, vậy là không có công nha cả nhà. Ngon rồi đó. Sợ công. Đúng rồi. Rồi lọt xuống cua rồi. Nó xuống dưới rồi đó hả? Ừ. Rồi. Lọt xuống dưới rồi. Trời ơi ngập mắt nữa rồi. Đây kết quả dễ ăn là đây. Banh bờ dòng. Tính dễ ăn nha cả nhà. Trời ơi. Mệt. Nãy giờ mình dừng mình đào tiếp ba mình. Tính nó dễ ăn lắm. Đào muốn khùng. Chính hả ba? Rồi biết nó chỗ đó rồi đó. Dính. Nào lên gần tới kêu con. Dính nè. Dính cả nhà. Trời ơi. Em làm hai bố con mình mệt muốn chết. Cái hàng hết biết cái hàng. Dính kiểu sao mà dữ vậy? Ồ, dính. Cầm ở dưới á. Ừ. Có nước này thì không có gách. Dính nặng thì kéo lên luôn. Khó kéo lắm nha cả nhà. Nó qua cái ảnh đâu ba qua đại đến nay đi. Rồi. Chắc dính vô phần cứng rồi đó ha. Dính cái giò. Rồi. Ok. Ừ. Trời ơi. Bự thấy không? Ừ. Em bị chạy chạy chút nữa cả nhà ơi. Không sao. Rồi bỏ vô đi ba. Được rồi. Nói trời dễ ăn lắm nghe. Nè dễ ăn nè cả nhà. Một đống rồi nè. Đó dễ ăn đó. Muốn mắc thở với nó. Rồi giờ cha con mình tiếp tục hành trình nữa cả nhà ơi. Hành trình vòng vòng vô đó đang vô đó. Ừ. Ở đây nè. Rồi dễ ăn nữa không? Biết sao đây. Nói hàng nãy dễ ăn lắm cả nhà. Muốn mắc thở vậy. Chỗ này ít. Ừ. Con phải lên đây bắt nhiều. Sao đi đâu dính đi. Dính kia bắt hết. Dính rồi. Dính hả? Dính rồi. Dính rồi cả nhà ơi. Coi nè. Em bé này cháu gấu vuột gấu. Vuột. Giờ này cũng chiều nha cả nhà. 4 giờ mấy rồi. Trời ơi chết chưa. Đó nữa rồi. Cha con mình còn đang ở trên đồng. Đây mà lội bộ vô trong tới chỗ gửi xe cũng cỡ 3 cây số rồi cả nhà. Lội vô tới chổng rồi về nữa tới tối. Mình còn về tới mình cù lao mình. Con dính rồi, dính cái giò, dính cái giò. Cả nhà ơi, dính cái giò, bự quá cả nhà ơi. Ôi giời ơi, cô kìa. Được. Thấy không?
hết biết trả lời nghe ọc 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 cái này thôi à. Quá đã. Ừ, vàng vàng ngính quá bự. Đó là cái bụng này mà. Quá đã cả nhà ơi. Đây con. Ừ, cái này nó kêu là nhờ hai cái này này nha cả nhà. Hai cái mang này nó kêu á. Còn hết cái không có hai cái đó nó không kêu. Rồi chụp hình gì chưa? Rồi. Cũng 8-9 con gì cả nhà. Ừ. Nãy giờ bắt rồi quên. Ở đây còn nhiều. Nha. Chết. Ừ. Bữa nào chưa mưa thì mình qua đây mình đấu chặn nữa mà. Đấu chưa? Chỗ này phải đấu bắt qua bên Cù Long Sơn bển nữa kìa. Đâu là bên đó bị gì, bên đó lúa ba vụ thành ra giờ người ta đương mặn. Bên đó cũng vậy mà. Cù Long Sơn nha cả nhà. Nghe cái tên nghe hấp dẫn rồi đấy. Giờ mình đi cả nhà ơi. Bữa nay mình với ba mình bắt được nhiêu nè cả nhà. Ba đem lại review cho cả nhà xem ơi. 9 con với 1 con gắn. Gắn. Đó là giả giả lên cho nó nhảy nhảy lên cho cả nhà xem. Nghiêng nghiêng qua lại mà. Ếch cũng ngon ngon không cả nhà. Mà bữa nay không có bắt được ếch trái nào nha cả nhà. Ếch đực không à. Con gắn nước bự rồi bắt. Hồi nãy bắt được 1 con nhỏ rồi thả rồi cả nhà. Giờ bắt được 1 con bự. Rõ không? Rõ rồi. Rồi giờ video của mình xin tạm dừng ở đây nha cả nhà ơi. Chào cả nhà các bay. Chào cả nhà. Rồi mình chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Về bye.